Vừa qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đặc biệt, nghị quyết cũng nêu rõ về thực hiện chính sách tiền lương. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTVK, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi cho người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đối với cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên một tháng theo cơ chế đặc thù đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng từ tháng 12 năm 2023 không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch bậc khi đơn ngạch nâng bậc năm 2024 trường hợp tính theo nguyên tắc trên nếu mức tăng tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước áp dụng chế độ tiền lương phụ cấp thu nhập thống nhất không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù như chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước. Hiện nay, văn bản quy định hệ số tiền lương của công chức, viên chức, chuyên gia đang dao động trong khoảng 1, 10 bậc. Sự kiến nếu cải cách tiền lương, bậc lương này sẽ được nâng lên, vì thế tiền lương của công chức sẽ tăng lên đáng kể. Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 2004-2004-LDCP. Theo đó mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp, xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng một tháng. Đối với viên chức thì mức lương cao nhất của viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 8.0 ở bậc 1, tiền lương nhóm này rơi vào hơn 14,4 triệu đồng một tháng. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1,234 10 hiện nay lên 1,268 12. Theo đó mức lương trung bình của công chức viên chức trình độ đại học cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng một tháng, nếu tăng lên hệ số 2,68 thì mức tiền lương của nhóm công chức mới ra trường sẽ đạt mức là 4,8 triệu đồng một tháng. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương đương với bậc 3 của chuyên gia cao cấp bằng lương bộ trưởng cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12, do đó mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa so với con số 18 triệu đồng hiện nay. Theo đó, nếu tăng hệ số 10 lên 12 thì mức lương của chuyên gia cao cấp sẽ tăng lên khoảng hơn 21 triệu đồng một tháng. Ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% quỹ lương và 10% tiền thưởng. Thông tin mới liên quan đến hàng triệu người hưởng lương hưu, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được chính phủ hoàn thiện và có tờ trình quốc hội trong đó có sửa đổi về điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ các điều kiện, đủ 61 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 56 tuổi 8 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035, đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Cùng với đó, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam và 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam đủ điều kiện quy định có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Chính phủ quy định cụ thể thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu. Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Tiền lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định người lao động khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho một số nhóm đối tượng bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội muộn, từ 45 đến 47 tuổi mới bắt đầu tham gia hoặc tham gia không liên tục hay có công việc làm đặc thù có thời gian làm nghề ngắn, dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không đủ tích lũy 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Quy định này cũng góp phần giảm số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đối với những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài hơn thì vẫn được hưởng lương hưu với tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn, không thay đổi so với quy định hiện hành. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình lên Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tháng 11 năm 2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Như vậy, các thay đổi liên quan trực tiếp đến người hưởng lương hưu nơi trên có thể sẽ được áp dụng từ tháng 7 năm 2025. Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 6 sáng ngày 10 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết này. Kết quả biểu quyết cho thấy có 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,33% như vậy với đa số đại biểu biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 về việc thực hiện chính sách tiền lương nghị quyết quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 nqtvk ngày 21 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa 12 nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi cho người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên một tháng, theo cơ chế đặc thù đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch bậc khi nâng ngạch nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù, chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, giao chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp tạo nguồn cải cách hành chính tiền lương theo quy định Quốc hội đề nghị hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 11, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nghị quyết yêu cầu chính phủ ra soát hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển diện tham gia. Như vậy, từ giữa năm 2024, cán bộ công chức trên toàn quốc được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp chưa tạo động lực hiện nay. Bộ Đội vụ đã xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh vị trí việc làm. Theo đó, có 861 vị trí việc làm cán bộ, công chức, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý có 137, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành có 665, Nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37, nhóm hỗ trợ phục vụ 22 vị trí, cán bộ công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó 11 vị trí cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức xã. Đến nay 16 trên 20 bộ ngành ban hành vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương được ban hành năm 2018, đặt mục tiêu cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa thể thực hiện vì nguồn lực còn khó khăn do đại dịch COVID-19 và tác động từ tình hình quốc tế. Chính phủ đã cố gắng trích lập quỹ lương, tăng thu giảm chi, đến nay có khoảng 560.000 tỷ đồng tiết kiệm chi cho cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2026. Song song với cải cách tiền lương khu vực nhà nước, chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp để tiệm cận với nhau. Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, chính phủ sẽ hoàn chỉnh vị trí việc làm, tinh giản biên chế với đảm bảo hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo lương cho người lao động. Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước cho phù hợp. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 điều 3 nghị quyết số 34 năm 2021 của Quốc hội khóa 15 để <laughs>